Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 95. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó, còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại, khác quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm ngày Ma-sa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm, ta gớm ghiếc dòng dõi này. Ta phán rằng, ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhân đó ta nổi giận mà thề rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Chương 12. Hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chân chúng ta hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng.
chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Chương 4. Lời của Samuel được rao truyền cho cả Israel. Israel ra trận đón những người Philistine và đóng trại gần Eben-Ezer, còn người Philistine đóng trại tại Aphek. Dân Philistine dàn trận đánh Israel. Lúc giáp trận, Israel bị dân Philistine đánh bại và giết tại chiến trường, ước 4.000 người. Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói rằng: cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Philistine đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô. Phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta, nó ắt sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta. Vậy dân sự bèn sai những sứ giả đến Si-lô, từ đó đem về hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ngự giữa các cherubim. Hai con trai của Heli là Hophni và Phinea đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Israel đều reo tiếng vui mừng lớn đến nỗi đất phải rung động. Khi dân Philistine nghe tiếng ấy bèn hỏi rằng: tiếng reo mừng lớn trong trại quân Hebrew kia có nghĩa chi? Thì có người thuật cho chúng hay rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Philistine bèn sợ vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân, rồi la rằng: khốn nạn cho chúng ta thay, khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy. Khốn nạn cho chúng ta thay, ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Ai Cập đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Philistine, hãy mạnh bạo, hãy nên mặt trượng phu, kẻo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hebrew như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng? Khá nên mặt trượng phu và chiến đấu đi. Vậy dân Philistine chiến đấu và Israel bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm. 3 vạn lính bộ trong Israel bị ngã chết, hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn 2 con trai Heli là Hophni và Phinea đều chết. Một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc, đến tại Si-lô nội ngày đó, quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. Khi người ấy đến, Heli đang ngồi trên ghế mình tại bên mé đường, trông đợi cách áy náy, vì lòng Heli run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên. Heli nghe tiếng la này thì nói: sự ồn ào này là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Heli. Và Heli đã 98 tuổi, mắt đuôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Heli rằng: tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Heli hỏi rằng: hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng: Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philistine, dân sự bị đại bại. Lại,
hai con trai của ông là Hophni và Phinea đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời thì Heli ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết, vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Con dâu người là vợ của Phinena đang có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt tại đó nói rằng: chớ sợ chi, nàng đã sinh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp: thật, sự vinh hiển của Israel đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Chương 5. Dân Philistin lấy hòm của Đức Chúa Trời đi từ Eben-Ezer tới Ách-Đốt. Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Đa-gôn để ở bên Đa-gôn. Sáng ngày sau, dân Ách-Đốt dậy sớm, thấy Đa-gôn nằm sải mặt ấp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau, chúng nó trở vào sớm, Đa-gôn lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi. Bởi cớ ấy, cho đến ngày nay, những thầy cả của Đa-gôn và phàm người nào vào trong đền nó đều tránh không đặt chân trên ngạch cửa. Nhưng tay Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách-Đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy bệnh trĩ lậu hành hại Ách-Đốt và địa phận nó. Dân Ách-Đốt thấy mình như vậy, bèn kêu la rằng: hòm của Đức Chúa Trời Israel chớ ở nơi chúng ta, vì tay Ngài giáng họa lớn trên chúng ta và trên Đa-gôn là thần của chúng ta. Chúng sai sứ thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philistin mà hỏi rằng: chúng ta sẽ làm sao về hòm của Đức Chúa Trời của Israel? Các quan trưởng đáp: phải đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến Gát. Người ta bèn đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Người ta vừa đem hòm đi thì tay Đức Giê-hô-va bèn phạt thành ấy, khiến cho nó bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hại dân thành đó, từ đứa nhỏ cho đến người lớn, chúng đều bị bệnh trĩ lậu phát ra. Bây giờ, chúng nó sai gửi hòm của Đức Chúa Trời đến Ec-rôn. Khi hòm đến, dân Ec-rôn kêu la rằng: người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến cùng ta, đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta. Chúng nó sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philistin mà nói rằng: hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đi, để nó trở về nơi cũ, và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải chết. Vì trong mọi thành đều có sự kinh khiếp hầu chết. Tay Đức Giê-hô-va giáng họa tại đó cách dữ tợn. Những kẻ nào không chết thì bị bệnh trĩ lậu, và tiếng kêu la của thành lên đến tận trời. Chương 6. Hòm của Đức Giê-hô-va ở 7 tháng trong xứ dân Philistin. Đoạn dân Philistin gọi những thầy cả và thuật sĩ mà hỏi rằng: chúng ta phải làm chi về hòm của Đức Giê-hô-va? Hãy nói cho chúng ta biết cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ. Chúng nó đáp: nếu các ngươi gửi hòm của Đức Chúa Trời của Israel về, thì chớ gửi đi không, nhưng phải trả cho Đức Giê-hô-va của lễ chuộc lỗi, rồi các ngươi sẽ được chữa lành và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi. Chúng nó hỏi: của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Đáp rằng: 5 cái hình trĩ lậu bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng, theo số quan trưởng của dân Philistin, vì hết thảy các ngươi và các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa. Hãy làm các hình trĩ lậu và những hình con chuột vẫn phá xứ sở, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời của Israel. Có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi,
trên thần và sứ của các ngươi. Sao các ngươi cứng lòng như dân Ai Cập và Pharaoh đã làm? Sau khi Đức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Ai Cập, họ há chẳng để cho Israel đi sao? Hè, hãy đóng một cái xe mới và bắt hai con bò cái còn cho bú chưa mang ách, thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng. Kế đó, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi, và đặt nó gần bên hông. Đoạn, hãy để cho cái hòm đi và xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức về hướng Bet-Shemesh, thì ắt là Đức Giê-hô-va đã giáng họa lớn này trên chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến tình cờ đó thôi. Người Philippines đều làm như vậy, bắt hai con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe, rồi nhốt các con nhỏ chúng nó trong chuồng. Chúng để hòm của Đức Giê-hô-va lên trên xe, luôn với cái trắp có con chuột bằng vàng và hình trĩ lậu. Hai con bò cái đi thẳng theo đường về Bet-Shemesh, vừa đi vừa rống, không xây bên hữu, cũng không xây bên tả. Các quan trưởng dân Philippines đi theo nó, cho đến bờ cõi Bet-Shemesh. Bây giờ dân Bet-Shemesh đang gặt lúa mì trong trũng, ngước mắt lên thấy cái hòm thì lấy làm vui mừng. Cái xe đến trong ruộng của Giô-suê tại Bet-Shemesh và dừng lại đó. Nơi ấy có một hòn đá lớn, người ta bèn bữa gỗ của xe và dâng hai bò cái làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi cất hòm của Đức Giê-hô-va xuống khỏi xe, luôn với cái trắp ở bên đựng những vật bằng vàng, và để trên hòn đá lớn. Trong ngày đó, người Bet-Shemesh dâng những của lễ thiêu và các của tế lễ khác cho Đức Giê-hô-va. Năm quan trưởng của dân Philippines đã thấy điều đó thì nổi ngày trở về Ekron. Này là số hình trĩ lậu bằng vàng mà dân Philippines dâng trả cho Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc tội: một cái của ách đốt, một cái của Gaza, một cái của ách Kê-lôn, một cái của Gác và một cái của Ekron. Chúng nó lại dâng trả thêm hình con chuột bằng vàng bao nhiêu số thành Philippines thuộc về năm quan trưởng, hoặc thành kiên cố, hay là làng nhà quê. Hòn đá lớn ấy là nơi người ta để hòm của Đức Giê-hô-va. Nó ở tại trong ruộng của Giô-suê, người Bet-Shemesh, làm kỷ niệm về điều đó cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va hành hại dân Bet-Shemesh vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giê-hô-va. Ngài hành hại 70 người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Đức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng. Bây giờ dân Bet-Shemesh nói: ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta thì sẽ đi đến ai? Chúng nó sai sứ đến dân Kiriat Ye-arim mà nói rằng: dân Philippines đã đem hòm của Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi. Chương 7. Người Kiriat Ye-arim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà Abinadab ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Eleasa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Kiriat Ye-arim lâu ngày, đến đổi trải qua 20 năm, cả nhà Israel đều than nhớ Đức Giê-hô-va. Bây giờ, Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng: nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khác cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng ác tặc tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình Ngài mà thôi, Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philippines. Dân Israel bèn dẹp những hình tượng của ba anh và ác tặc tê, rồi phục sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đoạn Samuel nói: hãy nhóm hiệp cả Israel tại Mít-ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi. Chúng hội hiệp tại Mít-ba, múc nước và đổ ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó chúng cử ăn mà rằng: chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét dân Israel tại Mít-ba.
Khi dân Philippines đã hay rằng dân Israel hội hiệp tại Mít-ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, dân Israel run sợ trước mặt dân Philippines, nói cùng Samuel rằng: Xin chớ vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philippines. Samuel bắt một chiên con còn bú, dâng nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, người vì Israel cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời. Trong lúc Samuel dâng của lễ thiêu, dân Philippines đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Philippines, làm cho thua vỡ chạy, và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel. Dân Israel từ Mít-ba ra đuổi theo dân Philippines và đánh chúng nó cho đến dưới Bết Cạt. Bây giờ Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mít-ba và Sen, đặt tên là Eben-Ezer, vì người nói rằng Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Dân Philippines bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Trọn đời Samuel, tay của Đức Giê-hô-va nhận trên dân Philippines. Các thành mà dân Philippines đã chiếm lấy của Israel từ Ekron đến Gát đều được trả lại cho Israel, và Israel giải thoát địa hà các thành ấy khỏi tay dân Philippines. Bèn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm, người tuần hành khắp Bê-tên, Ginh-ganh và Mít-ba và đoán xét dân sự trong các thành ấy. Đoạn, người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama, người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.